số lượng người trong xã hội này chết hơn một nửa vì cái vấn đề thủ dâm người nam. Chúng tôi nói chỗ này. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng khiêm cung, kinh sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh khỏe rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị bệnh lại như cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họ hại này, để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này. Những đứa nhỏ chưa hiểu biết về cái chuyện bảo thân tiết dục, đừng có nói với nó có ý niệm này không tốt. Với đứa đã hiểu biết, hãy nên cực lực nói về sự họ hại. Đối với pháp tu, nói đến pháp tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu. Nói về cái phương cách để tu về pháp môn tịnh độ thì bộ văn sao Ấn Tổ nó là trọng yếu, tức là nó là quan trọng nhất trong các sách khác. Cho kẻ sơ cơ nhập đạo chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không phải như ngồi đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm được. Khi đi niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi. Lần chuỗi thì tinh thần chẳng được định, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế, bất luận đi đứng nằm ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từng câu từng chữ nơi tâm nơi miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng, tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu lại chẳng tổn sức. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nói đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì 6 căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế thì gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm hết thảy nữ nhân đều tưởng như mẹ, chị em gái, con trai, chị em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy thế lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ minh tâm kiến tánh. Kháng câu niệm Phật là ai? Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoạt tư hoạt chưa đoạn, vẫn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh thoát tử. Nếu kháng câu niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, do chưa đoạn hoặc sẽ chẳng có thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Do không có lòng tin chân thành nguyện thiết tha nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. Rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu hiền diệu. Đáng thương quá sức, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật tu tập, hồng quyết định được vãng sanh tịnh độ ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 28, 1939. Cái lá thư này Ấn Tổ nhắc khuyên những người trẻ thanh niên mới dậy thì. Dậy thì tức là nó vào độ tuổi từ 14, 15 cho đến 20.
thì những tuổi trẻ này bắt đầu có những cái công nghệ thông tin về internet. Khi có công nghệ thông tin internet là họ lên đó họ coi những cái phim chuyên nói về dâm dục. Thì khi họ coi như vậy thì mắt của họ gọi là thị dục, thị là con mắt nhìn vào cái dâm dục đó. Và khi mà thị dục này họ coi xong rồi nó bước sang cái thủ dâm, tức là tự mình làm cho cái thân thể mình nó mất đi cái sức khỏe, xuất tinh ra và Ấn Tổ nói đây là cái nguy hại thân thể, bệnh hoạn và chết sớm, chết trước tuổi. Và số lượng người này Ấn Tổ nói số lượng nhiều hơn một nửa, tức là đông lắm. Và bước sang nữa thì họ mới khởi lên cái ý niệm từ cái dâm tính trong tâm của mình vào trong bào thai cha mẹ, do cha mẹ cũng từ cái dâm tính này mà sanh ra mình. Và cha mẹ là tác giả, mình là tác phẩm được sanh ra. Thì Ấn Tổ nói rằng là con người mình sanh ra từ nơi cái dâm tính này, gọi là ái bắt nhiễm bắt sanh ta bà, không có niệm ái thì không có sanh vô đây. Vì vậy cho nên khó vượt qua vô cùng. Nếu những người này không gặp lời dạy của Thánh Hiền, không biết tu tập thì mất mạng trên 50%, chết vì cái chuyện này. Và 20% nữa là coi như chết gián tiếp, là từ từ nó chết đó. Còn lại 10% nữa, tổng cộng là 8%, tức là thân tàn ma dại, không làm nên cơm cháo gì được, ăn cơm cũng không nổi, ăn cháo cũng không nổi. Như vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái lá thư này của Ấn Tổ chú trọng nơi cái việc tuổi trẻ mới lớn lên nguy hại vô cùng, không làm chủ thân mình được, cha mẹ cũng không dạy được, và cha mẹ sanh mình ra từ nơi cái ý niệm ái nhiễm này. Thì cái ý niệm này nó đã nhiễm vào trong cái tâm mình rồi, thì bây giờ để mà mình gạn lọc nó ra được mà không gặp sách của Thánh Hiền, không vào cái trường dạy mà mấy thầy dạy cho mình hiểu về bảo thân tiết dục cũng như cái lời dạy của Ấn Tổ trong này, thì mình khó mà vượt qua. Con em của mình không giữ được, mình không cái canh cái tâm nó được. Cho nên chúng tôi lập cái lớp học ở chùa Vĩnh Nghiêm là ngày 19 tới đây đó. Thì ngày 19 âm lịch là buổi sáng đó, là họp cái hội thiện nguyện, có một số các Phật tử đưa con em đến đó cũng tham dự. Và chiều 2 giờ bắt đầu học, thì 1:30 có mặt, bắt buộc cha mẹ phải có. Chứ không phải kêu con gửi con đến học đệ tử quy, con đi làm công chuyện rồi con quay lại con đón sau, không được như vậy. Mà phải có mặt trong đó để mình biết, mình hiểu và mình làm người gương mẫu cho con cái mình. Thì số lượng người đăng ký cũng tương đối khá đông. Để ngày mai, ngày mốt chúng tôi rảnh rồi lượt lại coi thử bao nhiêu em. Nếu mà đông quá không có chỗ ngồi là chắc là không có nhận nữa. Mà hoàn toàn dạy miễn phí, không có lấy tiền. Chân thật, hết lòng dạy bảo, dạy 45 phút cho ra nghỉ giải lao. Ở tại đây Phật tử có căn lành rồi có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, càng ngồi càng khỏe, không thấy mệt. Thì mình cho cái lớp học này cái thời gian dài được, nhưng mà riêng cái lớp học của các em phải cho 45 phút đúng theo giáo dục sư phạm ngoài đời. Sau đó rồi có cái chỗ để cho các em ăn bánh uống nước, có những Phật tử phát tâm bánh kẹo rồi trái cây, xong rồi đưa các em lên lễ Phật, chỉ cho nó lễ Phật khoảng 15 phút rồi nó xuống lại vô tiếp tục một tiết tiết học kế tiếp là 45 phút nữa. Các em nào, gia đình nào muốn cho con em tốt thì chúng tôi nghĩ phải mất 3 năm, không bỏ buổi học nào. Bởi vì từ nhỏ nằm trong bụng mẹ nó đã nung đúc cái ý niệm này rồi. Và lớn lên đến bây giờ chưa học một trường lớp, chưa nghe qua tai cái điều này luôn. Thì bắt buộc phải cho nó học 3 năm, chứ không phải 1 tuần học hè vô chùa ở là xong đâu, không ăn thua. Thì trong đó có thầy Khánh Tuệ, thầy Nhuận Minh với thầy Nhật Tánh đang soạn cái chương trình này. Và lẽ dĩ nhiên bữa đó những người không đi được
bất cứ ở đâu chúng tôi cũng cho phát trực tiếp, và không những dạy cho các con em đâu mà dạy về giáo dục gia đình, tức là tất cả những lứa tuổi từ 90, 80 cho đến 6 tuổi bắt đầu hiểu biết là phải nói về vấn đề này. Cho nên các vị có thể là ngày 19 buổi chiều 2 giờ chúng ta có thể xem trực tiếp phát trên trang web vôlườngthọ.vn để nói về cái vấn đề bảo thân tiết dục, giáo dục gia đình và đệ tử quy. Đệ tử quy là nói cho các em nhạc, em trẻ, bạn trẻ, và bảo thân tiết dục và giáo dục gia đình đó là nói cho những người lớn tuổi, và các em cũng phải học điều này. Thì như vậy Ấn Tổ muốn nói đến cái việc là những người tuổi dậy thì nên đề phòng, nhưng mà chưa phải tuổi dậy thì còn trẻ thì cũng là một cái vấn đề nan giải. Những đứa nhỏ bây giờ nó cầm điện thoại sớm quá, cha mẹ không biết hạn chế và cứ đưa điện thoại cho nó là nó bấm thoải mái luôn. Và lên trên mạng rồi nó coi mới lần đầu phim hoạt hình, xong rồi coi game, và lần lần nó dán cái tâm nó vô trong đó, không có một cái thời gian cơ hội gì ở bên cạnh mẹ nữa hết cả. Bây giờ ở bên cạnh nó là điện thoại và game. Một thời gian không còn một cái tình thương gì với cha mẹ nữa hết, và không có lòng kính sợ gì cả, thì nói nó không nghe nữa. Lúc này coi như đứa con mình đã mất, thì rằng còn đó nhưng mà cái hồn nó không còn nữa. Cái hồn nó để ở đâu, không có để vô trong lời dạy của mình và cái hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính anh em không còn nữa. Thì cái này nó giết chết con người vô số kể quý vị ơi. Cho nên công nghệ thông tin càng tối tân chừng nào thì những người trẻ và những người không có giữ gìn mình được thì chết vô số kể, chết chịu không nổi. Vì vậy cho nên hôm nay Ấn Tổ mới nói đến cái vấn đề bảo thân tiết dục. Thì chúng tôi muốn khuyên các bạn trẻ hãy nên bảo dưỡng thân thể. Mà trong này Ngài nói vợ chồng cũng như thế. Ông này ông bị bệnh quá nặng à. Cái ông cư sĩ này ông bệnh nặng quá rồi. Thì Ngài nói bây giờ ông muốn bệnh hết nhanh thì ông phải ngủ riêng phòng với vợ ông thôi. Không còn cách nào khác. Dầu cho ông uống thuốc bổ, thuốc bệnh gì đi nữa mà không biết tiết dục là ông cũng không cứu vãn được đâu. Thì ông này ông nghe lời và ông quý cái lá thư này quá, ông giữ lại. Và ông thành tựu được cái lời dạy của Ấn Tổ, ông áp dụng được, cho nên ông quý quá, ông giữ lá thư này lại. Và ông xem như đây là một cái tối hậu thư cứu mạng ông được. Cho nên khi Ấn Tổ mất rồi á, thì người ta, nhân cái vị này á, mang lại tại Linh Nham Sơn Tự ở núi Phổ Đà Sơn, đưa lại cho quý thầy để quý thầy bỏ vào trong ba bộ văn sao này. Thì sở dĩ cái lá thư này còn tồn tại là do cái vị này nghe theo lời Ấn Tổ và áp dụng có hiệu quả. Ông bệnh quá nặng rồi. Thì khi ông bệnh nặng quá, ông tưởng ông chết rồi, ông mới gửi thư đến ông hỏi giờ con bệnh quá sao mà có thuốc gì chữa cho con. Thì Ấn Tổ nói chỉ còn một cách duy nhất, ông phải tiết chế về ăn nằm với vợ, hai người một phòng, một năm chung đụng một lần, một quý ba tháng. Nếu ông không làm theo lời của tôi, ông uống thuốc gì ông cũng chết. Cái điều này một số người đọc vô thấy bình thường, nhưng hôm nay ngồi nghe rồi tự nhiên nó khởi tác dụng trong tâm. Bởi vì quý vị có duyên với giác nhàn, cho nên thành ra quý vị mới đến đây. Đây là cơ hội nhân duyên mình ngồi gặp nhau một phen. Gặp nhau một phen này để làm gì? Để nói rõ ra cái con người mình tổn đức tổn thọ, chết sớm, không làm nên cơm cháo gì, là từ nơi không biết tiết dục mà ra. Cái này không phải Ngài nói cho người nam ra không đâu, mà người phụ nữ là cái nghiệp đang nặng rồi, mang nặng đẻ đau, đó là cái nghiệp của người phụ nữ. Bảy đời sau chết đi sống lại mới làm người nam, phước báu đã cạn mỏng, mà không biết để mà tiết dục nữa thì đời sau không bằng một đời này. Khi chúng tôi đọc đến những cái lá thư của Ấn Tổ, chúng tôi trăn trở vô cùng. Bây giờ làm sao phải nói được điều này và in ra những cái bộ sách này, cung kính chân thật cúng dường cho họ để họ thấy tấm lòng của mình quý cái bộ sách này. Chúng tôi cũng rất là lo, là sợ đôi khi tặng cho quý vị, quý vị không bỏ cái đồng tiền mồ hôi nước mắt quý vị thấy bình thường, thì chúng tôi phải ra công sức để chúng tôi giảng.
Khi mà mình nhận được cuốn sách mà nhân duyên nó đến với mình, đó là một cái cuốn sách quý giá, gối đầu giường, mà chúng tôi lo là đôi khi không bỏ tiền ra để mua, để tiếc cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đó, thì sợ rằng là mình thấy bình thường rồi lâu ngày xem nó tầm thường. Cho nên hôm nay chúng tôi nói rõ nó quý giá, mà phải đọc chân thật cung kính, thấy quý giá. Cho nên những bạn sen trẻ ở trong này, nếu thực sự mà đọc theo văn sao của Ấn Tổ mà áp dụng được, thì ngay tự thân của mình trong hiện tại và tương lai, một mảng sáng rạng, quang minh sáng lạng, con đường thênh thang, chúng tôi dùng danh từ gọi là sinh lộ, sống trên cái lộ trình này an vui một giờ một ngày, ý nghĩ nghĩa một giờ một ngày, không thẹn với lòng. Còn nếu ai không gặp được sách này và áp dụng, cuộc đời của mình, thọ mạng của mình nó ngắn ngủi, phước thọ nó kém lần, làm ăn nó chật cà ruột, gặp nhiều chướng nạn, do tâm mình bị dơ bẩn, thiếu phước, kém phước, cho nên nó mới bị ra cái nông nổi như thế. Biết quay đầu liền, mà khi quay đầu lại thì có Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần Hộ Pháp đứng sau lưng mình cứu mình, chắc chắn là như thế. Những người chưa có vợ thì cũng cảnh giác từ từ. Cái này chúng tôi, ý chúng tôi riêng nè. Ở trong này văn sao Ấn Tổ cũng có ý nói cái niệm này, ý niệm này. Mình mười mấy, 20 tuổi, mình chưa đủ cái phước báu, chưa đủ cái đức độ, chưa có một cái kinh nghiệm sống, đừng có vội lập gia đình. Nếu là người nam, hãy tạo cho mình một cái hòn đảo an bình, có được của cải vật chất, nhà cửa xe cộ an vui, tự thân mình làm được và dư ra, thì mới có khả năng mình lấy vợ, mình nuôi con mình. Còn bây giờ mình không có của cải vật chất, thì biết cái phước mình kém, mình nuôi tự thân mình chưa được, thì mình không có thể cưu mang người khác được. Dầu cho đó người đã 40-50 tuổi, phước báu mình cạn mỏng quá rồi, làm ăn cả chật cả ruột, mình lo cho bản thân mình chưa xong, thì hỏi bây giờ mình làm sao cho lo cho một cái cô khác, hoặc là sanh con đẻ cái đây. Hiểu chỗ này không ạ? Như vậy là người nam có trách nhiệm, người nam có trách nhiệm và bổn phận là tạo lập kinh tế và sự nghiệp, có một mái ấm gia đình, có một căn nhà ổn định, thì lúc đó mình mới làm gì quý vị? Nghĩ đến cái chuyện cưới vợ, sanh con, đẻ cái. Mà sanh cũng không sanh nhiều quá, bởi vì vợ mình không có khả năng, nó dốt, nó không có lập gặp lời dạy của Thánh Hiền, đẻ ra nhiều dạy không được, một đứa nó dạy không nổi, chứ đừng có nói là 5-7 đứa. Là coi văn sao khởi lên ý niệm này. Cũng như lúc trước chúng tôi cái chùa là chùa tôn, có cái mái này thì nhận 4 bà già cho làm gì, nhận vô đây. Rồi cái từ từ nó nở lầm người ta tới, nó nở lầm ra, cái bắt đầu người ta tới đông. Tức là cái cảnh đó nó tương ưng với cái con người ở đó, nó nở ra thì nó không có bị phản ứng phụ trở ngại. Còn người nữ, nếu mà mình tự thân mình chưa tiết chế, giữ gìn được cái tâm tà cho cổ mình, không học lời dạy của Thánh Hiền, mình không có biết ngõ nào mà mình có thể làm cho mình con người tốt, thì mình không thể lấy chồng. Bởi vì mình lấy chồng mình sanh con, tự thân mình chưa có điều chỉnh được, thì làm sao mình điều chỉnh sắp xếp cho con cái đây. Và quyết định khi có chồng rồi là mình ở nhà thay chồng dạy con, lo cơm nước cho chồng, giặt giũ quần áo cho chồng, quét dọn nhà cửa. Và người phụ nữ này quan trọng hơn là nam luôn. Ấn Tổ nói vì sao, trong này ngài cũng có nói nè, vì sao quan trọng hơn người nam. Bởi vì thay chồng dạy con để thành thánh thành hiền, còn chồng chỉ mang tiền về để nuôi không quan trọng đâu. Nhưng mà người phụ nữ hôm nay vượt phận. Vượt phận nghĩa là thay chồng đi kiếm tiền về để nuôi chồng dạy, để mà chồng ở nhà, để mà nuôi chồng nuôi con. Thì đây là chúng tôi nói là người phụ nữ vượt phận, không giữ được cái bổn phận người phụ nữ. Thì như vậy hôm nay mình vượt phận như vậy có trở ngại. Là người con này ở trong cái thân của mình, mình mang nó bao nhiêu tháng, gọi là 9 tháng 10 ngày, và sanh nó ra, nó ở bên cạnh mình hàng ngày, mình ôm ấp, mình cho nó bú, là có một cái nhân duyên với mình nói nó nghe. Còn đôi khi người cha nói nó không nghe. Cũng có những đứa con mà người mẹ là đứa con đó là oán thù với nhau, cho nên gặp nhau giàu cho nuôi như vậy mà nó vẫn hậm hực, nó không nghe, mà nó thương ông cha. Người đó thương ông cha, mà thương người phụ nữ, người ta hay có cái ý niệm ái, người ta vào
người ta thương ông cha, tự nhiên nó chuyển thân làm người phụ nữ, nó vào trong thai nó thương mẹ cái làm người nam. Thì ý niệm này nó đã thương từ ban đầu lúc mà nhập thai rồi. Thì như vậy khi mình thấy con cái của mình nó hư là do mẹ, gọi là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Thành ra người cha làm trái với bổn phận ở nhà. Chúng tôi thú thật với quý vị, đó là gia đình của chúng tôi, không nói đâu xa. Mẹ chúng tôi gánh gánh bánh hỏi trên 40 năm suốt ngày đi kiếm tiền. Ba chúng tôi ở nhà dọn dẹp, lựa rửa chén đũa, lo lau nhà giống như một người phụ nữ. Và khi người phụ nữ kiếm tiền được về, cái tâm của họ rất là tự mãn, la chồng la con, xối xả. Không biết cái chúng mấy người phụ nữ cười cười ta. Từ gia đình của chúng tôi không gặp lại lời dạy của Thánh Hiền, lộn xộn vô cùng. Không phải mình nói xấu gia đình mình, mà nói sự thật là như thế. Buồn quá, mười mấy tuổi rồi suy nghĩ một điều, mình lớn lên mình cũng y chang như cha mẹ của mình, thế thì khổ quá. Có cách nào để cách mạng không? Cách mạng tức là cải cách cái thân mạng của mình và cuộc sống của mình được không? Thôi quyết tâm đi tu, từ từ cách mạng lại gia đình. Mà đúng cách mạng được, từ từ bà cụ đi tu, ông cụ đi tu, thầy Hưng đi tu, rồi anh Trực là ông anh ruột với cô Mỹ, chị dâu qua đây, rồi con của chị Mỹ là chú Nhân cũng phát tâm đi xuất gia. Từ từ thì chúng tôi coi như là đây là cuộc cách mạng tương đối là thành công. Đó, nói hôm nay ở đây không phải chúng tôi khoe khoang, nhưng mà chúng tôi thấy gia đình đổ nát quá rồi. Thì gia đình chúng tôi làm sao? Gia đình quý vị y chang vậy, không gặp lời dạy Thánh Hiền, gọi là cá mè một lứa thôi, không có khác một chút nào đâu, phải không quý vị? May thay hôm nay kịp thời gặp sách của Thánh Hiền, có trễ không? Không, quay đầu là bờ rồi. Lãng Tử hồi đầu quý hơn vàng, quay đầu cái là thấy là có người cứu mình rồi. Đọc kỹ và văn sau thì Ấn Tổ cứu gỡ hết những thắc mắc của mình. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đọc đến cái lá thư này, mọi người bèn tỉnh ra, nhìn lại hỏi tự thân của mình, mình là con người hay con gì? Nếu mà là con người là phải có lòng nhân từ, giữ 10 điều thiện: thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo, khoe khoang, thiêu dệt, rủa chửi, ý không tham lam, sân giận và si mê. Làm được chưa? Tự thân hỏi lại nó. Quay lại hỏi mày phải là con người hay con gì? Ấn Tổ nói cái đó là tự kiểm tra lỗi lầm. Và khi hỏi mày là con người hay con gì, khởi niệm tham lên, khởi niệm ái lên, khởi niệm sằng bậy lên là sanh lòng hổ thẹn cùng cực, giống như là đang trần truồng đứng trước bao mọi người, quê chị không nổi. Thì những cái lời dạy này nó thâm thúy mà nó hay. Nghe qua một cái rồi tự nhiên từ từ trong lòng mình nó cảm cái lời dạy của Ấn Tổ, thì cái đức của Ngài bắt đầu chuyển nghiệp của mình. Cũng là một lời nói của người bình thường lái xe xích lô, nói với mấy ăn trộm ăn cướp nó không sợ. Nói mày mà vô đó mày ăn trộm, mày ăn cướp nhà người đó là mày chết á, tao biết rồi đó, nó không có sợ. Nhưng mà công an nó nhìn mặt, nó mặc đồ công an sắc phục vô, hỏi mày vô đó là tao bắt mày. Ông công an nói một lời nói là nó có trọng lực phải không quý vị? Hiểu chỗ này không ạ? Vì cái lời nói ông công an này, ông có cái quy lực, ông làm cái nghề nghiệp đó, ông làm cái nghề nghiệp gọi là trinh sát để bắt những cái người ăn trộm đó. Cho nên cái người ăn trộm đó thấy cái sắc phục và nghe qua cái âm thanh ông công an đúng là ổng rồi thì thôi chạy mất dép, không có dám mà cũng như khởi niệm lên nữa. Mà ông hai đập xích lô hoặc là bà ba bán bánh bèo nói không bán thua, bây giờ không có cái uy lực, không có làm cái ngành nghề đó. Thì riêng Ấn Tổ nói về cái ngành nghề mà bảo thân tiết dục là số 1, yên tâm, hiểu không? Đọc vào một cái là nó có cái tác dụng liền. Hay cái chỗ này, hiểu hiểu chúng tôi đối chiếu cái pháp thế gian rồi qua cái pháp xuất thế gian, quý vị hiểu không ạ? Nó là như vậy.
Cho nên Ngài Huệ Viễn nói rằng là chỉ có Hòa Thượng trên núi đó mới có thể giúp cho tôi được, khai thị cho tôi được. Những người khác khai thị không nổi là vì không có một cái đức độ và không có một cái hành trì, cho nên nói nó không khởi tác dụng được. Thì hôm nay chúng tôi cũng là vẫn là một người phàm phu phàm tăng. Quý vị có nhân duyên của chúng tôi nhiều đời đến đây, quý vị ngồi lắng nghe chăm chú quan hỷ, đó là nhân duyên nhiều đời. Nhưng mà cái tác dụng của chúng tôi nói để mà khởi lên tác dụng tiêu cái nghiệp của quý vị thì chúng tôi nghĩ không bằng bộ văn sao đâu. Cho nên chúng tôi mới dày công khổ cực in cái bộ văn sao đem tặng cho quý vị. Nhưng mà cái nghiệp chướng quý vị nó sâu dày, của chúng tôi cũng thế, khi đọc vào nó chán chường ê chề, một là buồn ngủ, hai là vọng tưởng phiền não, nó không có cho mình đọc, gọi là nghiệp chướng nó gây trở ngại. Thì như vậy hôm nay mình thấy rằng cái pháp môn tịnh độ chỉ có nương theo bộ văn sao. Thánh Tổ nói đối với pháp tắc tu trì, tức là Ngài nói về pháp tắc tu và pháp môn tịnh độ đó, thì sao Ngài dám nói rằng là thì bộ văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo. Cái này Ngài nói khiêm tốn thôi. Bộ văn sao này dành cho những người mà coi như là hàng Bồ Tát coi vẫn được, vì Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân mà. Bao nhiêu năm, 30 năm trong thất chuyên tâm tu và rút ra những kinh nghiệm, có thực nghiệm rồi. Cho nên Ngài nói cái bộ văn sao này quan trọng. Nên bây giờ chúng tôi vừa nghiên cứu, vừa hành trì, vừa giới thiệu cái bộ văn sao này. Và có những cái cuốn sách trích ra, đó là Bảo Thân Tiết Dục này, chúng tôi trích ra tặng cho quý vị. Quý vị đọc vô giúp cho mình. Chúng tôi nói thực sự một ngày quý vị đọc một lần, và ngày nào cũng đọc, đọc khoảng 20-30 lần cái bộ sách này, thì ý niệm mà dâm dục mà tuổi dậy thì cũng như những người lập gia đình rồi bắt đầu giảm. Không biết sao đó, cái tác dụng của Ngài giống như ông công an, ông nói cái thằng ăn trộm là mày vô đó tao bắt mày đó, thì nó bỏ mắt, nó chạy mất dép à, nó sợ quá rồi. Ông có y lực, cái y lực của cái ông công an đó là ông đã có cái phước báu trong đó này. Còn cái uy lực của Ấn Tổ nói để mà chuyển phiền não, để mà mình tu tập pháp môn tịnh độ là thôi rồi, số 1. Hiểu chỗ nào không ạ? Đôi khi mình coi sách tịnh độ nhưng mà nhiều sách quá, đôi khi nó rối rắm cái tâm mình, mình không biết ngõ nào mình lầm. Ấn Tổ nói từ thấp lên cao, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Sáng ngày mai quý vị tụng 48 lời nguyện, chúng tôi mới có soạn ra đó, là có chú Đại Bi, bởi vì mỗi buổi sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện phẩm thứ 6, phải lấy cái cuốn kinh thiệt là dày, hoặc là như sáng hôm nay cuốn kinh mỏng mà trọn vẹn cuốn kinh, mấy thầy phải nói lật trang 33 canh sợi dây rồi lật lại trang 12, mất công quá. Thành ra mới in ra 2000 cuốn để tại tịnh thất Quan Âm tụng có chú Đại Bi. Thì Ấn Tổ nói Đức Quan Âm Bồ Tát là dùng cái quá thân thành thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nếu ai tin tưởng Bồ Quan Âm Bồ Tát mà thọ trì chú Đại Bi thì tùy giai mãn nguyện giúp cho mình trong cái chướng nạn nó mau tiêu và vượt qua nhanh. Cho nên thành ra Ngài nói quan tôi mỗi ngày lượng theo sức mình mà trì chú Đại Bi niệm Phật A Di Đà. Hình như trang 26 hay 12 gì trong cái cuốn Tam Biên. Thì từ khi nghe Ngài nói như vậy thì chúng tôi bèn trì chú Đại Bi. Và một số người trong này chưa thuộc, cho nên chúng tôi mới làm cái cuốn 48 lời nguyện có chú Đại Bi. Vì những người nào khổ đau là Ngài hay chỉ niệm Quan Âm Bồ Tát. Và nếu ai có lòng tin đến cái thần lực chú Đại Bi thì Ngài đều chỉ. Vì vậy cho nên sáng ngày mai chúng ta sẽ tụng 48 lời nguyện có cái bài chú Đại Bi, để mỗi người tụng, cả đại chúng trong này đồng thanh tụng chú Đại Bi ha quý vị ha. Thì có những người hỏi thì vì sao lúc trước kinh Vô Lượng Thọ không có chú Đại Bi, bữa nay thầy bày ra. Thực ra chúng tôi cũng theo lời dạy của Ấn Tổ thôi. Nếu ai không tin thì về coi lại cuốn văn sao cuốn đầu tiên thì thấy cái việc làm như trang 12 phải. Thì
Lúc trước chúng tôi đọc Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục không có nói điều này. Ngài chỉ nói chuyên khai thị về pháp môn tịnh độ, không nói cuộc đời và việc làm của Ngài. Hôm nay chúng tôi đọc vào văn sao, chúng tôi thấy chúng tôi bổ túc thêm. Và có nhiều chùa nói mình không chấp nhận trì chú, đã phá trì chú vân vân. Cho nên chúng tôi khi đọc vào văn sao thì thấy cái sự hòa giải này các vị đó cũng không nói được. Và đọc vào thêm văn sao nữa, thấy Ngài nói là lúc mặc áo trang nghiêm chỉnh tề đứng trước bàn Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để khởi được cái lòng cung kính của mình. Rồi trong tâm của mình nên niệm 4 chữ nó dễ niệm hơn. Lúc nằm thì niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng nó tổn khí, nên niệm 4 chữ. Và lúc người ta lâm chung mất, gần mất thì hơi người ta ngắn, nên niệm như người ta 4 chữ. Rõ ràng luôn, nó rất rõ ràng như vậy. Thì chúng tôi hành theo liền, cho nên sáng hôm nay quý vị niệm Phật lạy 6 chữ là như thế, áp dụng đúng văn sao. Cho nên quý vị yên tâm khi về đây tu tập, dầu cho những người khác có nói mình tu pháp môn tà ma ngoại đạo gì đi nữa thì quý vị yên tâm, bởi vì chúng tôi không có lấy theo cái ý của mình riêng đâu, mà lấy theo văn sao. Những người đó người ta khởi niệm lên nghĩ mình tu theo tà, nhưng mà một ngày nào đó họ cũng sẽ coi cái sách của mình, sách tà là sách gì, thì họ đọc vào văn sao cái là chuyển cái ý niệm họ ngay. Hiểu gì ha? Dạ vâng. Thì chúng tôi khi xuất hiện lại để giảng thì một số quý thầy cũng không ưa, chắc là chúng tôi không dám nói tên. Riêng đọc vào văn sao thì thấy tất cả những người khác đều là Phật Bồ Tát hết, không dám khởi một niệm chê bai chỉ trích. Cho nên hành ra Ấn Tổ nói bữa nay tà sư thuyết pháp như cát song hành, họ luôn nói những lỗi người khác để nâng cái uy tín của mình lên, tăng bốc mình lên bằng cách nói xấu những người khác. Thì Ấn Tổ xem những người này và trong nhà Phật gọi là tà sư, bởi vì họ nói người khác cái lỗi, họ thấy lỗi người khác. Còn đúng theo nhà Phật giáo lý dạy vào trong văn sao là không thấy lỗi người khác. Như nãy cái bài khai thị, cái lời khai thị của đứa bé thứ hai đọc: đừng lo việc nhà người, hãy lo việc nhà mình. Lúc nhàn đàm đừng nói chuyện của người khác, tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi của mình. Áp dụng đúng như vậy là lúc thọ mạng hết là phải vãng sanh. Thì có cô Phật tử cổ nhắn lên cái đường link YouTube thầy coi nè, phút 31 có bị thầy đã nói xấu thầy, thầy cẩn thận nha. Nhân nhàn cũng không coi nữa, bởi vì khi mình coi cái mình có ác cảm khởi niệm xấu lên với vị thầy đó, hoặc không ưa, thì tự nhiên nó có cái chủng tử bất thiện trong tâm mình, chúng tôi dập tắt bỏ liền, không coi. Chúng tôi mong những người ở đây lên trang web internet khắp nơi trên thế giới, nhất là Facebook, họ đưa nhiều cái thông tin nó không có đúng, rồi mình coi vào trong đó, cái bắt đầu mình khi nghĩ không đúng với cái đối tượng đó là quý vị tạo nghiệp nhanh cấp kỳ, rồi bắt đầu mình bị ảnh hưởng, mình giới thiệu người khác nữa, thì cái tội này nó tăng lớn. Cho nên thành ra thôi, ngu quê quê dốt dốt không biết gì cả. Biết internet là chỉ vô trong web Vô Lượng Thọ mình nghe pháp, nếu không thì thôi. Chứ còn quý vị rong ruổi ở trên đó là nguy hại vô cùng. Chỉ có một tin nhắn lấy cái đường link gửi cái là toàn thế giới biết à. Nhưng mà họ không có thích đem những cái đạo lý, những cái buổi giảng như vậy của những vị thầy để họ xiển dương, họ đưa cho người khác. Bởi vì họ không vui, bởi vì người khác Phật tử theo họ đông quá cho nên họ không vui. Cho quý vị nghe những người nào dầu cho họ nói có lý gì đi nữa mà nói xấu người khác là thấy tà sư rồi. Còn những người người ta không đá động đến người khác, luôn luôn cung kính, chỉ nói một mực để mình tu tập, thì Ấn Tổ nói thì nên kết bạn với người này. Thì chúng tôi hôm nay không phải ra oai là làm thầy để dạy quý vị, mà chúng tôi là cùng bạn với quý vị, gọi là bạn đồng tu. Họ thượng tịnh không mà luôn luôn xưng mọi người là bạn đồng tu với tôi. Thì cái tâm Ngài khiêm hạ như vậy, cung kính mọi người như thế, thì chúng tôi là với quý vị là bạn đồng tu thôi. Mà chúng tôi đọc vào bộ văn sao này hay quá, bây giờ giấu trong lòng không được nữa, giấu trong nhà không được nữa, bèn phải đi giới thiệu cho quý vị. Chứ lên đây ngồi nó cũng nhiều cái chướng duyên lắm. Bởi vì Phật tử người ta nghe có lý người ta theo, mà quy y với vị đó là vị đó không thích rồi. Mà trong cái lúc quy y thì quy y là thầy chung, thầy nào cũng là thầy hết. Cho nên họ không có làm đúng theo lý, theo pháp, rồi cuối cùng nó lại trở thành một cái xung đột với nhau. Cho nên mới nói là con di trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử. Chỉ có người tu sĩ mới phá được đạo ta thôi. Thành ra hôm nay thì chúng tôi thực sự có một cái lời chân thành. Những vị về đây cái vấn đề ăn rồi chỗ ở nó thiếu.
Cho nên thành ra chúng tôi không dám tổ chức nhiều pháp hội đâu, chỉ một ngày tại Vĩnh Nghiêm thôi. Vì vậy cho nên về đây lỡ mà nằm ngoài trời lạnh buốt thì thôi cũng hoan hỷ cho. Với hai nữa là lỡ mà ăn có thiếu bữa nay thì